trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 9, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, chiều tối 10 tháng 9, ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Mỹ và quốc tế thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Theo đó, Hai bên đã thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ việt nam mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững phát biểu với báo chí tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết hai bên thống nhất cho rằng quan hệ việt nam mỹ đã có những bước phát triển mạnh mẽ sâu sắc thực chất hiệu quả kể từ khi bình thường hóa quan hệ và sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện tổng bí thư nêu rõ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng quan hệ hai nước thời gian qua trong đó có tôn trọng hiến chương liên hiệp quốc luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau hai bên cũng nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau hoàn cảnh của nhau tôn trọng những lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản luôn có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế việt nam đánh giá cao và coi trọng khẳng định của mỹ ủng hộ việt nam mạnh độc lập tự cường thịnh vượng các nội hàm của mối quan hệ hợp tác mới kế thừa những nội dung hợp tác hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước tăng cường hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững trong thời gian tới các cơ quan liên quan của hai nước sẽ phối hợp triển khai thực hiện các thỏa thuận đã đạt được Trên mạng xã hội chiều 10 tháng 9 có chia sẻ đoạn clip về một trẻ tử vong sau tiêm vaccine tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vinh Phúc. Theo người nhà, hai bé trai được sinh mổ vào ngày 9 tháng 9. Đến 9 giờ sáng 10 tháng 9, hai bé được nhân viên y tế đưa đi tiêm phòng vaccine viêm gan B. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cả hai bé có biểu hiện tím tái nên gia đình đưa xuống phòng cấp cứu. Sau đó, một bé tử vong tại bệnh viện, bé còn lại cũng có dấu hiệu tím tái nên đã lập tức được chuyển về Bệnh viện nhi Trung ương. Hiện tại, sức khỏe bé trai được cấp cứu tại Hà Nội đã qua cơn nguy hiểm. Người nhà bệnh nhân bức xúc cho biết, khi sự việc xảy ra không có bác sĩ tại khoa cấp cứu. Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện, sản phụ 30 tuổi ở Vĩnh Phúc, nhập viện ngày 8 tháng 9 mang sông thai 38 tuần lần 3 trên IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đó, sản phụ này đã trải qua hai lần sinh, sản phụ được bộ lấy thai vào sáng ngày 9 tháng 9, hai bé trai chào đời có cân nặng lần lượt là 2,9 kg và 3 kg. Khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 9, hai bé được tiêm vaccine xin gan B, sau đó đã theo dõi đúng quy trình tại khoa sản hai bé đều không xảy ra bất thường sâu tim. Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo bệnh viện sản di tỉnh Vĩnh Phúc cho biết hiện bệnh viện đang làm việc với các cơ quan chức năng để khám nghiệm pháp y xác định rõ nguyên nhân tử vong. Vắc xin được sử dụng tiêm cho hai bé trai sơ sinh là vắc xin viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 29 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy có văn bản gửi dư ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị giúp đỡ xác minh liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đóng tại quận Cầu Giấy. Theo Công an quận Cầu Giấy, đơn vị nhận được đơn tố giác của công dân có nội dung từ năm 2020 đến nay. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mỹ Hạnh đã tổ chức các hội thảo quảng cáo, giới thiệu về việc công ty mình đang thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua đó, kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư, góp vốn vào công ty để tham gia thực hiện dự án và sẽ được bà Hạnh cùng công ty chi trả lợi nhuận cao. Sau khi nộp tiền cho bà Hạnh, các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như bà Hạnh cam kết. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Câu Giấy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xác minh và cung cấp một số thông tin, tài liệu với nội dung ba công ty trên có được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp phép và giao đất để đầu tư thực hiện dự án trồng, chăm sóc, phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không? Địa điểm thực hiện dự án cụ thể tại đâu? Dự án được thực hiện đến giai đoạn nào? Tình trạng pháp lý hiện tại của dự án như ra sao? Dự án này có được mua bán, chuyển nhượng hay thế chấp cho đơn vị nào khác không? Ba công ty trên có được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho phép thu tiền của các cá nhân, tổ chức khác để cung cấp cây sâm Ngọc Linh và nhận thầu khoáng, thuê khoáng đối với việc trồng, chăm sóc, phát triển cây sâm Ngọc Linh cho đơn vị khác, trong đó có công ty MHG0. Thưa quý vị, đội quản lý thị trường số 4, Cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với công an phường 7 quận Phú Nhuận, tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm trên đường Hoa Sứ, quận Phú Nhuận, phát hiện hơn 400 bánh trung thu trứng chảy, loại 6 cái một hộp 330 g nhãn hiệu bay dư quang, không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Theo trình bày của chủ hộ kinh doanh, toàn bộ số hàng hóa mua trôi đổi trên thị trường. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 6 tháng 9, đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thực phẩm bánh kẹo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, cũng phát hiện hơn 200 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ. Toàn bộ hàng hóa là thực phẩm bao gói sẵn, không có hóa đơn chứng từ, trên sản phẩm có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hồ sơ công bố an toàn thực phẩm. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 17 đã ban hành quyết định tạm giữ số bánh trên để xử lý theo quy định. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động, tiếp theo là phần tin quốc tế. Reuters đưa tin Thủ tướng Canada rất tin Trudeau dự kiến rời Ấn Độ vào tối 10 tháng 9 theo giờ địa phương, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô New Delhi. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Canada hôm 10 tháng 9 thông báo, máy bay chở ông Trudeau và phái đoàn Canada gặp sự cố kỹ thuật nên chuyến bay bị trì hoãn. Trước đó, cùng ngày 10 tháng 9, ông trudeau đã gặp thủ tướng ấn độ narendra modi theo một tuyên bố riêng từ văn phòng thủ tướng canada hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn diện hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận nguồn tài chính ưu đãi để phát triển bền vững canada trong tháng này cho biết họ đã tạm dừng các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại được đề xuất với ấn độ chỉ ba tháng sau khi hai bên bày tỏ mong muốn ký kết thỏa thuận sơ bộ trong năm nay Thưa quý vị, cơn bão ly trên Đại Tây Dương đang khiến các chuyên gia ngạc nhiên về tốc độ phát triển thành cơn bão cấp 5 khổng lồ. AB dẫn lời các chuyên gia cho biết cơn bão ly đã giảm sức mạnh xuống cấp 3 nhưng vẫn được đánh giá là nguy hiểm, nó duy trì sức mạnh đó hôm mùng 9 tháng 9. Sự xuất hiện của cơn bão này làm cho các quy tắc khí tượng học của bị phá vỡ. Các chuyên gia cảnh báo cơn bão ly có thể báo hiệu nhiều cơn bão quái vật hơn. Vào tới 7 tháng 9, cơn bão ly phá vỡ tiêu chuẩn mà các nhà khí tượng học gọi là tăng cường sức mạnh nhanh chóng nghĩa là sức gió duy trì của một cơn bão tăng thêm 56 km mỗi giờ trong vòng 24 giờ. Sức gió tăng thêm của cơn bão ly đạt mức 129 km mỗi giờ, gấp đôi con số tiêu chuẩn 56 km một giờ kể trên. Thưa quý vị, trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở Morocco xảy ra hôm 8 tháng 9, khiến ít nhất 2.122 người thiệt mạng, hơn 2.400 người bị thương, phá hủy nhiều tòa nhà. Trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia Morocco có trụ sở tại Rabat. Báo cáo tâm chấn trận động đất có cường độ 7 ở tỉnh An House trên dãy Atlas phía tây nam thành phố Marrakech. Ông Florent Grenguier, nhà địa chấn học tại Viện Khoa học Institut de Sciences de la Terre thuộc trường Đại học Grenoble, Pháp, cho biết trận động đất lớn như vậy là rất hiếm xảy ra ở khu vực này. Theo ông, điều quan trọng cần nhớ là toàn bộ Morocco và khu vực địa trung hải nói chung rất dễ xảy ra các trận động đất. Tuy nhiên, Phần lớn các trận động đất tập trung ở nơi các mạng kiến tạo châu Phi và châu Âu gặp nhau tại phía bắc Morocco, đặc biệt là quanh eo biển Gibraltar, tại thành phố Amitmit hôm 10 tháng 9. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Các tổ chức cứu hộ cho biết 72 giờ đầu tiên sau trận động đất là rất quan trọng. Sau đêm 11 tháng 9, giờ địa phương, tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống còn từ 5% đến 10%. Các đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận khu vực gần tâm chấn nhiều thị trấn và làng miền núi gần tâm chấn ở quận An House, cách ma kết khoảng 70 km về phía nam, ở khá xa và thường thiếu nguồn lực. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Huế Xuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.